Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại Hưng Yên về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện đại hội đảng các cấp. Hiệu quả nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở huyện Phù Cử. Vi phạm san lấp lấn chiếm đất tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Hưng Yên về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Tiếp đoàn công tác có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác những năm qua đã tạo điều kiện cho giáo dục Hưng Yên phát triển toàn diện. Riêng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra một cách an toàn, đúng quy chế. Sau khi báo cáo các phương án và chuẩn bị cho kỳ thi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tạo điều kiện cho Hưng Yên điều chỉnh khu đại học Phố Hiến để phát triển phù hợp trong tình hình mới. Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Hưng Yên có gần 13.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại 28 điểm thi. Căn cứ vào những điểm mới của kỳ thi, Hưng Yên đã thành lập ban chỉ đạo thi cả ở cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 29 thành viên, mở rộng một số đơn vị như Thanh tra Nhà nước tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan truyền thông của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về chỉ đạo và tổ chức thi tốt nghiệp, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết rõ ràng. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên huy động trên 2.000 người tham gia tổ chức thi, rà soát chuẩn bị điều kiện, thiết bị phục vụ in sao để thi, chấm thi, hệ thống camera giám sát, cơ sở vật chất phòng thi. Nội dung ôn tập bám sát chương trình tinh giản và bộ đề thi minh họa của Bộ. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 như một lần tập dượt, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy chế. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đồng chí nhấn mạnh: mọi quy trình từ đầu đến cuối là phải có gắn trách nhiệm, ghi rõ từng con người cụ thể, chứ không chỉ nói chung là đồng chí cả thanh tra hay đồng chí công an rồi PC bao nhiêu, mà ghi rõ là con người là. Thứ hai là đội ngũ nói gì nói, máy móc thì vẫn là máy móc. Con người là yếu tố quyết định. Cho nên là giáo viên coi thi là phải chuyển vùng từ huyện nọ sang huyện kia, vẫn phải gắn trách nhiệm. Trong phòng thi này, thầy người giáo viên coi thi chính và phụ mà để xảy ra tiêu cực ở trong phòng này, dứt khoát hai giáo viên đó phải chịu. Không thể giao ra được. Tất nhiên là nó cũng có cái bài học rồi, mấy năm vừa qua xử lý như thế ở mấy tỉnh thì chắc chắn thì bây giờ thì không ai chủ quan được nữa và ai cũng thấy trách nhiệm nặng nề của mình rồi. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của Hưng Yên, đồng thời góp ý một số nội dung liên quan đến vấn đề lựa chọn và tập huấn cho cán bộ tham gia thi, công tác thanh tra kiểm tra chống gian lận, nhất là trong khâu coi thi, đảm bảo an toàn tại các điểm lưu trữ để thi bài thi, chú trọng các hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên cần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Giữa các khâu tổ chức thi, các thành viên tham gia công tác thi phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chắc chắn, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn. Thì tôi thấy rất sát sao. Tôi cũng có cái kế hoạch để hướng dẫn một cách chi tiết ban chỉ đạo cũng như các đồng chí lãnh đạo về công tác thi này, nhưng mà sau khi nghe cũng như làm việc các đồng chí và trước đó đương nhiên là cũng biết rồi thì thấy yên tâm. Tất nhiên là thi cử thì không thể chủ quan được, nhưng mà chúng ta không nên quá lo lắng, chúng ta không nên quá có những cái hoạt động mà làm cho phụ huynh cũng như học sinh
đâm lại thành căng thẳng. Cần thiết mà thôi, các đồng chí như thế là rất là tốt rồi. Cái kỳ thi thì báo cáo các đồng chí thì chúng ta cũng đã bàn kỹ rồi, tôi cũng không muốn không phát biểu thêm mất gian các đồng chí. Chỉ có một điều là chúng ta phải quán triệt sâu rộng để cho tất cả những người tham gia kỳ thi, thứ nhất là ý thức nghiêm túc với công việc được giao và phối hợp với nhau nhịp nhàng, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng chỉ cần 1-2% những người tham gia, mà thậm chí hàng nghìn người nhưng ít, mà tơ lơ mơ hoặc là không nghiêm túc. Ví dụ nhiều chi phóng lại nghỉ hôm nay, làm sao mà chỉ đạo được ở dưới, chỉ cần thủng một chỗ thì cái nguy cơ cả tỉnh chúng ta là bị ảnh hưởng, đúng không? Chứ không phải nói tất cả. Do vậy là cái công tác quán triệt, công tác đều tay, để gọi đều tay, thuộc bài chính danh, phải hết sức nhịp nhàng. Thế còn đối với phụ huynh rồi học sinh thì tinh thần là cung cấp đầy đủ thông tin, động viên để cho phụ huynh rồi học sinh yên tâm. Và ở đây các thầy cô rất quan trọng, các thầy cô là những người trực tiếp với học sinh. Khi các thầy cô đã nhận thức đúng và các thầy cô sẽ làm đúng và có trách nhiệm thì học sinh sẽ yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhiều cán bộ đảng viên đã có những ý kiến quan tâm đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đây đều là những ý kiến thiết thực góp phần để các văn kiện đại hội sát hợp với tình hình hơn. Theo tổng hợp của Ban tuyên giáo huyện Phù Cử, đến nay đã có hơn 3.000 ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, trong đó các cán bộ đảng viên rất quan tâm tới những vấn đề nêu ra trong báo cáo chính trị liên quan đến đời sống của người dân, như đề nghị Đảng và Nhà nước có chính sách điều chỉnh hợp lý vấn đề ruộng đất trước tình trạng người dân ngày càng không mặn mà với đồng ruộng, nâng mức kỷ luật cao hơn đối với các cán bộ đảng viên tham nhũng, làm giảm uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân. Có chế tài xử lý thích đáng đối với những tổ chức cá nhân quản lý các công trình gây thiệt hại cho nhà nước, hoặc có những điều chỉnh để cho phát triển kinh tế đồng đều giữa các huyện khu Bắc và khu Nam của tỉnh. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, cũng đề nghị tỉnh là quan tâm đến xử lý môi trường của các huyện khu phía Bắc có nhiều các cụm công nghiệp, đề ra các cái giải pháp cụ thể để làm sao mà xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường để đỡ ảnh hưởng đến cho nhân dân. Đối với các huyện phía Nam của tỉnh ít lợi thế về phát triển công nghiệp nhưng lại phát triển nông nghiệp bền vững, cho nên là cũng đề nghị là tỉnh có cái sự quan tâm hơn, giữ cái diện tích phát triển nông nghiệp để làm sao mà đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. Một số ý kiến đề nghị nên tăng mức chỉ tiêu thực hiện về thu nhập bình quân đầu người, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, xây dựng nhà ở cho công nhân lao động. Tỉnh tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào hoạt động để giải quyết việc làm thu nhập và tăng nguồn thu ổn định cho tỉnh trong các năm tiếp theo. Để phát triển bền vững thì theo tôi là phải phát triển nhiều các cái doanh nghiệp để có nguồn thu tăng với ngân sách, vì vậy con nên mới bền vững được về lâu dài. Dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh thì nên tạo điều kiện về môi trường đầu tư cho thuận lợi cho các doanh nghiệp và bảo đảm được cái doanh nghiệp vào cho nó tránh cái việc là gây khó khăn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và các ban sở ngành của tỉnh. Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 8 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Hai luật này ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của hiến pháp liên quan đến quyền công dân về cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn nữa cho các công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh và là cơ sở pháp lý cho việc thu thập thông tin dữ liệu cá nhân phục vụ việc cấp quản lý kiểm soát giấy tờ xuất nhập cảnh, đồng thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài xuất nhập cảnh vào Việt Nam với một số chính sách mới như bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực. Đơn phương phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày mới được nhập cảnh trở lại, cho phép một số trường hợp được chuyển đổi vị trí nhập cảnh, nâng thời hạn thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư. Chiều qua ngày 3 tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2020. Trong tháng 6 năm 2020, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tình hình, thông tin kịp thời toàn diện các sự kiện vấn đề nổi bật như kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương về làm việc tại tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tiến độ sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng hóa ở Hưng Yên, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong tháng 7 năm 2020, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian qua, chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn là mô hình được huyện Phù Cừ triển khai thực hiện, qua đó giúp cho bộ máy cán bộ của thôn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Với hơn 1.000 hộ dân, hơn 4.000 nhân khẩu và 166 đảng viên, trước đây thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào có 3 chi bộ. Mỗi khi triển khai công việc gì, đồng chí trưởng thôn phải báo cáo thông qua 9 đồng chí chi ủy viên của 3 chi bộ. Từ khi sắp nhập 3 chi bộ thành 1 vào tháng 12 năm 2018, đến nay đồng chí bí thư chi bộ kiêm nhiệm cả chức danh trưởng thôn đã tạo sự thuận lợi rõ rệt. Hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh những kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng của thôn được nâng lên. Trong gần 2 năm qua, thôn Đoàn Đào đã mở rộng và làm mới 5 tuyến đường với tổng chiều dài 7,5 km. Đối với lại cái nghị quyết trong quá trình triển khai thì nhanh và gọn và đảm bảo được cái hiệu lực, hiệu quả trong công việc. Qua 2 năm rồi, nhân dân thì thấy tin tưởng vào cái nghị quyết của chi bộ cũng như là các cái trách nhiệm mà đồng chí Lâm là trưởng thôn thì thấy rằng coi là phát huy rất nỗ lực và rất là năng nổ. Cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng nâng lên. Trước đây, trưởng thôn của cả 4 thôn ở xã Minh Tân đều không phải là đảng viên. Do không được tham gia các cuộc họp của chi bộ nên đồng chí trưởng thôn không có điều kiện trình bày trước chi bộ những khó khăn vướng mắc trong điều hành công việc và thực hiện các nghị quyết của thôn. Từ tháng 3 năm nay, cả 4 thôn đã thực hiện được việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn. Người đứng đầu thôn có điều kiện sâu sát thực tế, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó có sự chỉ đạo điều hành phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao. Trong chỉ đạo sản xuất vụ lúa mùa, 100% các diện tích đã được gieo cấy đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Vừa là bí thư và vừa là trưởng thôn thì tất nhiên là về cái áp lực công việc nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Thế nhưng mà về cái việc mà để giải quyết công việc thì tôi nghĩ không riêng gì thôn Nghĩa Vũ mà kể cả các thôn trong xã là coi vậy có cái hiệu quả cao hơn rất chi là nhiều. Đối với xã thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương mà khi triển khai thì rất chi là thuận lợi. Khi mời họp triển khai công tác của đảng, đặc biệt là hội nghị đảng ủy mở rộng thì rất thuận lợi khi mà mời các đồng chí bí thư chi bộ tham dự thì cũng đồng thời là chỉ đạo cái việc nghị quyết của đảng đối với đồng chí bí thư chi bộ thì lập tức đồng chí cũng đã lĩnh nghị quyết và tổ chức thực hiện ngay. Từ thực tế tại các thôn trên địa bàn huyện Phù Cừ đã cho thấy mô hình nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn đã và đang phát huy hiệu quả. Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tạo sự đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện.
Hiện nay huyện Phù Cử đã có 51 trên 54 thôn nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn. Ba thôn còn lại đang chờ hết nhiệm kỳ của chức danh trưởng thôn, muộn nhất là đến tháng 11 năm 2020 sẽ thực hiện xong việc sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo về kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 254 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Kế hoạch số 238 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2020, để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Chi cục Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng mới và duy trì 150 mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất có hiệu quả. Điển hình như mô hình liên kết giữa hợp tác xã rau an toàn Bình Minh, huyện Tiên Lữ với chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển tại Hà Nội, mô hình liên kết giữa hợp tác xã nông nghiệp thủy sản Tân Hưng, huyện Kim Động với một số bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Kim Động, hợp tác xã sản xuất đầu tư và phát triển nông nghiệp Đức Thịnh, huyện Kim Động liên kết với công ty cổ phần dược liệu Việt Nam tiêu thụ nguyên liệu trà hoa cúc, sâm ích mẫu. Các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giúp người nông dân yên tâm với sản xuất, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, hiệu quả sản xuất ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho 20 hợp tác xã tham gia hội thảo, kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Central Retail tại Việt Nam dành cho các hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía Bắc và hội thảo xúc tiến đầu tư xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm, kết nối cung cầu cho sản phẩm các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với tập đoàn Central Retail Việt Nam, hướng dẫn quy trình đưa hàng hóa của các hợp tác xã vào hệ thống Big C và Go. Những năm gần đây, huyện Tiên Lữ thực hiện quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giải quyết bài toán về ô nhiễm môi trường. Huyện Tiên Lữ đã quy hoạch gần 93 ha cho các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ở tất cả các xã thị trấn. Những địa phương có diện tích lớn là Cương Chính 20 ha, Trung Dũng 12 ha, Hưng Đạo 9 ha. Việc chăn nuôi xa khu dân cư giúp mở rộng quy mô trang trại, áp dụng đồng bộ các biện pháp chăn nuôi hiện đại, nhiều hộ chăn nuôi với quy mô hàng nghìn mét vuông. Tiêu biểu là trang trại chăn nuôi lợn của bà Hoàng Thư Hường, ông Vũ Quang Minh ở xã Lệ Xá với quy mô gần 30.000 m2. Mô hình VAC của ông Vũ Văn Thiêm ở xã Dị Chế hơn 5.000 m2, ông Vũ Xuân Thủy ở xã Đức Thắng gần 4.000 m2. Thực tế cho thấy việc xây dựng các trang trại xa khu dân cư giúp hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh cho hiệu quả kinh tế cao lại đảm bảo vệ sinh môi trường. Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng doanh nghiệp tư nhân Phi Trường, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động vẫn ngang nhiên xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phần đất của gia đình. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vẫn được xây dựng và hoàn thiện. Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư của ông Nguyễn Phan Du, trú tại thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, đầu năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Phi Trường đã tự ý san lấp và xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên tổng diện tích 940 m2, trong đó hơn 300 m2 đất thổ cư, còn lại là đất nuôi trồng thủy sản do ông Trường thuê lại của ông Du. Phát hiện doanh nghiệp này chưa hoàn thiện những thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thổ cư và đất nuôi trồng thủy sản sang đất sản xuất kinh doanh theo quy định, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thanh đã tiến hành lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp dừng việc san lấp mặt bằng. Cái vấn đề công ra là cái này thì không phải chỉ đạo phòng các phòng chức năng, nếu của tỉnh hay của huyện thì phải trưởng chỉ đạo với xã, kiểm tra nguồn gốc đất như thế nào, nếu như chưa chuyển mục đích thì không phải yêu cầu chuyển mục đích đi thì mới ra những cái này. Chứ không có nói xã như thế đâu.
Ngay sau đó, thay vì nghiêm túc thực hiện và hoàn tất các thủ tục giấy tờ liên quan theo quy định, thì doanh nghiệp tư nhân phi trường vẫn ngang nhiên sàn lấp đất và tiến hành xây dựng công trình. Khi phóng viên trao đổi, ông Trường, giám đốc doanh nghiệp cho biết, trước khi triển khai thi công, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và được các sở ngành liên quan chấp thuận. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc đất thì ông Trường giải thích quanh co. Anh nói ngay từ đầu rồi, tức là anh đang là đất nhà của anh thì anh xin tìm các cấp hướng dẫn, đặc biệt là Sở Công Thương, chỗ phòng thương mại thì có hỏi anh là đất của anh là đất gì và đất nhà ở. Và đất nhà ở thì anh cứ làm thủ tục đi thì là chúng tôi sẽ xin kế hoạch cho anh làm. Tại thời điểm xây dựng thì ông xây dựng thì không biết ông làm cái xăng. Đấy, khi hình thành cái xăng thì phòng tài nguyên môi trường đã chỉ đạo cán bộ của phòng phụ trách xã xuống lập biên bản yêu cầu dừng, đề nghị chủ hộ là phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thổ cư sang đất sản xuất kinh doanh. Thì tại thời điểm này thì cây xăng của ông Trường thì vẫn dừng. Đấy, mà chúng tôi cũng đã giao cho ủy ban xã và cán bộ chuyên môn của xã cũng như của phòng phụ trách xã, tức là giám sát cái việc mà nếu ông Trường mà có xây dựng tiếp tục xây dựng thì sẽ có biện pháp ngăn chặn kiên quyết. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kim Động cho biết xã Ngọc Thanh báo cáo thì mới biết công trình mà doanh nghiệp tư nhân phi trường xây dựng là cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, trước đó vào tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động đã cấp giấy phép xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân phi trường và phê duyệt rất chi tiết các hạng mục của công trình. Việc xây dựng công trình trên đất thổ cư của gia đình là không sai, tuy nhiên việc xây dựng cửa hàng xăng dầu khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm luật đất đai. Qua sự việc này, chính quyền địa phương cũng như các phòng chuyên môn của huyện cần phải tăng cường công tác phối hợp, công tác kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn. Khi phát hiện sự việc, cần vào cuộc quyết liệt hơn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Bên cạnh đó, các sở ngành chuyên môn của tỉnh khi thẩm định và duyệt hồ sơ cho doanh nghiệp cũng cần phải thẩm định thực tế để vừa không gây khó khăn cho cấp huyện, đồng thời tránh lãng phí cho doanh nghiệp. Ngày 3 tháng 7, Hội Đông y huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức khám và điều trị cho trên 23.000 lượt bệnh nhân, duy trì trồng gần 4 hectare cây thuốc nam và cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 tấn dược liệu các loại. Hội đã kết nạp được 16 hội viên mới, đạt 106% kế hoạch. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Đông y huyện Văn Lâm phấn đấu kết nạp từ 2 đến 3 hội viên một năm, tỷ lệ sử dụng thuốc nam trong điều trị bệnh đạt từ 35 đến 40%. Phát triển thêm từ 2 đến 3 phòng chẩn trị y học cổ truyền trên địa bàn huyện. Để thực hiện được các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Đại hội cũng đã biểu quyết bầu 15 đại biểu vào ban chấp hành Hội Đông y huyện và đi dự đại hội Hội Đông y tỉnh thời gian tới. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Viettel Hưng Yên phối hợp với chi nhánh xăng dầu Hưng Yên tổ chức hiến máu nhân đạo với chủ đề Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Cùng với 200 nhân viên của Viettel Hưng Yên, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên còn có nhân viên của công ty bảo hiểm Manulife Hưng Yên và nhiều cá nhân đang sinh sống tại thành phố Hưng Yên tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã bàn giao cho Bệnh viện Việt Đức 134 đơn vị máu, qua đó góp phần bổ sung lượng máu đang thiếu tại bệnh viện khi điều trị bệnh cũng như Ngân hàng Máu Việt Nam.